Thời gian gần đây, lực lượng công an tỉnh Cà Mau nhận được khá nhiều vụ trình báo người dân về việc bị trộm tài sản mà các đối tượng đã hết sức manh động. Chị Tô Mỹ Nhân ở thị trấn Cái Nước đã hết sức bất ngờ khi tên trộm xông thẳng vào nhà khi chị ở nhà một mình rồi đè chị xuống giật sợi dây chuyền. Thì nó cấy đó, cấy này mới té ngang bên đó, rồi bấm cộng dây chuyền rồi bước ra đi, rồi mới nhào ra thì nó ai câu cái giò nó mới cứu được cái nữa, rồi nó bước xuống xuồng, nó nhảy xuống xuồng nó đi luôn. Còn anh Nguyễn Minh Đương ở xã Trần Thới, huyện Cái Nước cũng đã hết sức bất ngờ khi đi chơi nhạc cho một đám cưới. Trong lúc khuya vắng, anh tạm chợp mắt thì một đối tượng lao vào giật cây đàn organ trị giá 30 triệu đồng của anh rồi nhảy xuống vỏ lãi chạy mất.